Haseo, xin chào tất cả các bạn. Buổi học của chúng ta ngày hôm nay là buổi học đầu tiên của tuần thứ hai của cái môn Chogup Hankukkeo Munbop Y. Bài học ngày hôm nay của chúng ta thì nội dung chủ yếu sẽ là tôi giới thiệu với các bạn một số các cái loại phó từ, các thể loại phó từ và cách sử dụng của chúng. Thế và bên cạnh đó thì cũng có thêm một số các cái cấu trúc ngữ pháp nữa. Đầu tiên thì là chúng ta sẽ đi vào cái phần busa, tức là trạng từ hay còn có thể gọi là phó từ. Trạng từ này thì chúng có rất là nhiều loại, thế và thường chúng đứng trước động từ hay là tính từ và có cái nhiệm vụ là bổ nghĩa cho cái động từ và tính từ đó. Và cũng có những cái trường hợp thì trạng từ hay là tính từ phó từ này sẽ đứng ở đầu câu và nó bổ nghĩa cho toàn bộ cái nòng cốt câu. Thế và cũng như trong tiếng Việt của chúng ta thì trạng từ này được chia ra thành nhiều loại khác nhau. Trước tiên tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số các cái trạng từ chỉ thời gian. Sikan pusa. Đầu tiên là một số những cái trạng từ mà về chỉ ngày hay là thời gian. Chúng ta cùng đọc nhé. Oje. Oje. Onul. Onul. Neil. Neil. More. More. Jigeum. Jigeum. Ije. Ije. Yojeum. Yojeum. Yose. 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 Imi. Imi. Pulsa. Pulsa. Inchik. Inchik. Vân vân, và còn có một số những cái trạng từ chỉ thời gian nữa. Thế nhưng ngày hôm nay thì tôi đại diện nêu ra một số những cái trạng từ mà chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều. Về nghĩa thì oje là gì nhỉ? Ngày là hôm qua ngày đúng hôm không? Onul là hôm nay. Neil là ngày mai. More là ngày kia. Jigeum là gì nhỉ? Jigeum là bây giờ. Bây giờ. Bây giờ. Và ije cũng như vậy. Ije cũng là bây giờ. Yojeum. Yojeum là dạo này. Và yose cũng như vậy. Cũng hai cái từ này nghĩa của nó tương đương nhau. Yojeum hay là yose là dạo này hay là gần đây. Imi là imi và bonso nó có cái nghĩa cũng tương đương với nhau, tức là cái phó từ trạng từ chỉ thời gian, thế nhưng mà chỉ ở cái trạng thái quá khứ, tức là đã rồi, đã làm hay là đã làm một cái việc gì đó đã xảy ra rồi thì nó sẽ đứng trước động từ và có cái nghĩa là như vậy. Inchik là sớm. Inchik ở đây là dạng phó từ đấy. Thế còn cái tính từ sớm thì nó sẽ lại có một từ khác nữa là iruta. Iruta là tính từ sớm. Thế nhưng mà inchik là phó từ. Phó từ tức là nó sẽ luôn luôn đứng trước động từ hoặc tính từ. Các bạn sẽ xem một số các cái ví dụ nhé. Kyori. Xin lỗi các bạn. Kyori thuyeoseo. Ije nansiga chua jin goeyo. Kyori thuyeoseo. Ije nansiga chua jin goeyo. Chua jin goeyo. Chua jin goeyo. Chua. Chua. Chua jin goeyo. Đúng rồi. Chua jin goeyo. Chukta. Cái tính từ nguyên dạng của nó là chukta, là lạnh. Thế và đây là cái âm bật hơi. Chiệt. Chiệt, chúng ta phải bật, phải đọc để cho bật hơi ra thì là mới đúng. Kyori thuyeoseo là gì nhỉ? Là khi mà mùa đông đã tới đấy tới. Hay là đã sang mùa đông rồi. Thế cho nên là ije, cho nên là bây giờ. Nansiga chua jin goeyo. Cái từ ije và cái từ jigeum đều có nghĩa là bây giờ, hiện tại. Thế nhưng mà jigeum ấy thì nó có cái tính xác định hơn, tức là tại cái thời điểm này, vào cái thời điểm này, vào cái thời gian này, là vào cái giờ, cái phút này đấy, thì thường là giờ dùng jigeum. Thế còn ije thì nó chỉ
mang cái tính tượng trưng, tức là hiện tại hay là từ bây giờ. Từ bây giờ trở đi thì Nansika chua chín cười, hoặc là thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn. Ví dụ thứ hai, 저는 내일 부산에 출장을 가려고 합니다. 저는 내일 부산에 출장을 가려고 합니다. 출장을 가려고 합니다. 말하고 lại. 출장. 출장을 가려고 합니다. 그래서 ngày mai thì tôi sẽ đi công tác ở Busan. Tôi định sẽ đi công tác ở Busan, đúng không? 출장하다, 출장가다 là đi công tác. Đây là ngày mai. 나는 머리가 아파서 요즘 공부를 못해요. 나는 머리가 아파서 요즘 공부를 못해요. 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 bạn đọc lại nhé. 나는 머리가 아파서 요즘 공부를 못해요. 나는 머리가 아파서 요즘 공부를 못해요. 그래서 vì tôi bị đau đầu thì cho nên là dạo này không thể học được. Câu này rất là dễ đúng không? 머리가 아프다. 아프다 là tính từ nguyên dạng của nó là 아프다, nhưng kết hợp với cái cấu trúc a ơ sơ có nghĩa là vì đó, thì nó sẽ chuyển sang là 아파서. và cũng những cái trạng từ chỉ thời gian này nó sẽ cũng có thể được dùng như là một danh từ trong câu. Các bạn xem ví dụ thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. 제 동생의 생일은 오늘입니다. 제 동생의 생일은 오늘입니다. 오늘 오늘입니다. 오늘입니다. Tại vì cái liền này đằng sau nó là ida đúng không? Và ida này không có phụ âm đầu, thành ra là cái liền nó sẽ được đọc luyến lên là 오늘입니다. 제 동생의 이 생일은 오늘입니다. Là gì nhỉ? Là ngày sinh nhật, hôm nay ngày sinh nhật của em gái tôi. Sinh nhật của em gái tôi là ngày hôm nay. Khi đó thì cái 오늘 sẽ được sử dụng như một danh từ, chứ không phải là, chứ không còn là một phó từ hay là một trạng từ nữa. 생일 là ngày sinh nhật. Các bạn lưu ý là ở đây có cái từ 의, 의 có nghĩa là của đúng không? Đại từ sở hữu. Thế nhưng trong một số trường hợp người Hàn đọc ấy, thì người ta có thể đọc là e. 제 동생의 생일은, hoặc là 제 동생의 생일은. Nếu đọc chính xác thì là 의. Thế nhưng người Hàn ấy, theo thói quen một số người ta sẽ thường đọc là 제 동생 e. Khi đó thì chúng ta, các bạn vẫn phải hiểu đó là 의 chứ không phải là e bình thường như thế này. 제 동생의 생일은 오늘입니다. Hoặc là nếu như cũng một cái trường hợp như thế này cũng là cũng 오늘 được sử dụng với tư cách là một danh từ để bổ nghĩa cho cả nòng cốt câu, chúng ta có thể đổi lại là hôm nay là ngày sinh nhật của em tôi, thì bạn sẽ nói như thế nào nhỉ? 오늘은 제 동생이. Đúng rồi. 오늘은 제 동생의 생일입니다. 생일입니다. Đúng rồi. 생일 là ngày sinh nhật. Thế nhưng đây là ngày sinh nhật khi mà chúng ta dùng với bạn bè hay là với những người ngang hàng hay là ít tuổi hơn. Thế còn khi chúng ta nói đến ngày sinh nhật của người lớn hơn, bố mẹ hay ông bà chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dùng cái từ là 생신. 생신 là cũng là ngày sinh nhật, thế nhưng mà ở dạng kính trọng. 제 아버님의 생신은 오늘입니다. Đúng không? Sinh nhật của bố tôi là ngày hôm nay. Ví dụ như vậy. 지금은 7시 50분입니다. 지금은 7시 50분입니다. À đúng rồi. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? 7시. 50분. 50 phút. 7 giờ 50 phút. Bây giờ là 7 giờ 50 phút. Như ban nãy tôi đã nói, 지금 cũng là có cái nghĩa giống như là 이제, là bây giờ. Thế nhưng 지금 sẽ được dùng trong những cái trường hợp mà cái thời gian đấy đã được xác định chính xác. Thế còn
IJ thì là cái thời gian nó xác định một cách tương đối thôi. Bây giờ là 7 giờ 50 phút. 내일은 일요일입니다. 내일은 일요일입니다. 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 Bởi vì đây nó có rất là hai cái từ liền luyến lên, thành ra là chúng ta đọc hơi khó. Nếu bình thường chỉ là 일요일 thôi, nhưng mà đây lại có thêm y tà đằng sau nữa, thì chúng ta sẽ đọc luyến hai cái chữ liền lên là 일요일, 일요일입니다. 일요일입니다. Rồi. Chúng ta chuyển sang một cái loại trạng từ thứ hai, đó là trạng từ chỉ tần suất, 빈도 부사, tức là trạng từ chỉ mức độ đó. Bạn đọc cùng tôi nhé. 가끔, 가끔. 또, 또. 다시, 다시. 자주, 자주. 늘, 늘. 항상, 항상. Rồi. Về nghĩa thì 가끔 là gì nhỉ? Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng. 또 là thêm, là lại hay là cũng hay là thêm. 다시 là lại. 자주 là thường xuyên. 늘 và 항상 có cùng một nghĩa là luôn hay là luôn luôn. 뭐 đặt ví dụ nhá. 그 사람은 다시 만나고 싶지 않나요? 딱 해요. 그 사람은 다시 만나고 싶지 않아요. 딱 봐요. 그 사람은 다시 만나고 싶지 않아요. 그 사람은 다시 만나고 싶지 않나요? 이제 tôi không muốn gặp lại người đó lần nữa. 만나다 là gặp. 만나고 싶다 là muốn gặp. Thế nhưng ở đây lại là kết hợp quả cấu trúc phủ định nữa là 만나고 싶지 않다. Ví dụ thứ hai. 저는 요즘 자주 출장 갑니다. 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 ví dụ này thì chắc là các bạn đã biết hết rồi. 출장 là đi công tác đúng không? 출장 가다. Dạo này thì tôi thường xuyên là đi công tác. Trong câu này có sử dụng tới hai trạng từ. 요즘 자주. 어제 책을 샀는데 오늘 또 삽니다. 어제 책을 샀는데 오늘 또 삽니다. 그래서 오늘 xin lỗi các bạn. 어제 책을 샀는데 là gì nhỉ? Là hôm qua tôi đã mua quyển sách. Hôm qua thì tôi đã mua sách nhưng mà 오늘 또 삽니다. Hôm nay chúng hôm nay tôi lại mua thêm một quyển. Lại mua tiếp. Tô là lại làm một cái việc gì đó. Trong này thì chúng ta có còn từ 가끔 chưa có ví dụ. Bạn hãy thử đặt cho tôi một ví dụ với từ ví dụ với từ 가끔 thỉnh thoảng. 가끔 노래방에 갑니다. 그 자주 가끔 노래방에 갑니다. 노래방 các bạn có nghĩa là biết có nghĩa là gì không? 노래 là hát. Thế và 노래방 là phòng. Thế và 노래방 là tiếng Việt của chúng ta là karaoke đó. Đi 노래방 là đi karaoke. 가끔 노래방에 갑니다. Thế và 늘 hay là 항상. Bạn hãy thử đặt một ví dụ với 늘 hoặc là 항상. 항상 도서관에 갑니다. Tôi luôn luôn đến thư viện. Trong trường hợp này thì chúng ta ví dụ nói để cho câu nó mềm mại hơn ý, thì chúng ta có thể nói là hàng ngày thì tôi luôn luôn là đến thư viện chẳng hạn. Hàng ngày là gì nhỉ? Mail. Mail. Mail 저는 항상 도서관에 갑니다. hay là 늘 thì chúng ta cũng có dùng cái nghĩa cũng tương tự như vậy thôi. Thế nhưng mà ví dụ như là trong những cái câu khi mà câu chúc ấy, người Hàn thường nói là 늘 건강하시기 바랍니다.
건강 하다 là gì nhỉ? Là khỏe, đúng không? Nil 건강 하시기 바랍니다 là chúc chúc bạn luôn luôn khỏe mạnh. Tôi sẽ ghi vào đây. Nil 건강 하시기 바랍니다. Hasiki paramida. Harada là mong hay là chúc. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái loại trạng từ tiếp theo, đó là các cái trạng từ chung. Ilban busa, các trạng từ thông thường đó. Bạn đọc cùng tôi nhé. Motu. Motu. Tha. Tha. Gachi. 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 Hamke. Hamke. Soro. Soro. Jom. Jom. Ohirio. Ohirio. Charari. 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 Cha. Bạn phải khi nào phải bật được hơi ra thì là mới là đọc đúng cha. Cha. Charari. Charari. Chal. Chal. Mani. Mani. Chonnyo. Chonnyo. Pyeollo. Pyeollo. Modu và tha thì đều có nghĩa là gì nhỉ? Tất cả. Tất cả. Nhưng mà modu thì sẽ đứng trước danh từ và tha thì sẽ đứng trước động từ hoặc tính từ. Gachi là cùng. Các bạn chú ý là ở đây cái bạc chim của cái từ này nó là thi gật đúng không? Thế nhưng chúng ta không đọc là cà thi mà chúng ta phải đọc là cà chi. Tức là cái đó là cái nguyên tắc phát âm mà chúng ta đã học ngay từ đầu. Cà chi. Khi phát âm thì chúng ta đã, các bạn nhớ là phải đọc như vậy. Và hàm kê. Hàm kê là cùng với, đi chơi, ví dụ đi đâu cùng với ai hay là làm việc gì đó cùng với ai thì chúng ta sẽ dùng từ hàm kê. Soro là với nhau, ví dụ như là nói chuyện với nhau là gì nhỉ? Soro yekihata. Chôm là một chút. Chôm hay là chỗ cưng cùng một nghĩa, chỗ cưng. Đây là cái từ chôm là từ viết tắt của chỗ cưng. Ohiria là trái lại hay là ngược lại. Nó sẽ đứng giữa hai vế câu. Và về câu trước thì và về câu sau có cái ý nghĩa trái ngược nhau. Charari là tha rằng. Chal là tốt hay là giỏi. Mani thì các bạn chắc đã biết rồi là nhiều. Chonnyo. Chonnyo là hoàn toàn không hay là tuyệt đối không. Đây là cái trạng từ mà sẽ luôn luôn dùng với dạng dùng ở dạng phủ định, dùng với động tính từ ở dạng phủ định. Và piello là vẫn chưa hay là xin lỗi các bạn, không phải vẫn chưa là achik mà piello là không lắm. Ví dụ như là cô ấy không đẹp lắm chẳng hạn là gì nhỉ? Piello yeppuji anayo. Đúng rồi, piello yeppuji anayo. Hay là piello masi opsoyo là gì nhỉ? Không ngon lắm. Thần nia là hoàn toàn không. Các bạn chú ý là thần nia là chúng ta sẽ phải đọc cái niền luyến lên với hiệt, bởi vì hiệt là âm vô thanh. Thế còn piello thì khi mà hai chữ liền đi kép với nhau thì nó sẽ biến thành chữ L chứ không còn là chữ R nữa. Chúng ta không đọc là piello mà đọc là piello. Mời các bạn xem ví dụ nhé. 우리들은 모두 한국 사이버 대학교 학생입니다. 우리들은 모두 한국 사이버 대학교 학생입니다. Bạn đọc lại nhé. 우리들은 우리들은 모두 한국 사이버 대학교 학생입니다. 모두 한국 사이버 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 대학교 학생입니다. 그죠?
Chúng tôi, tất cả chúng tôi là đều là sinh viên của trường đại học Cyber Hàn Quốc, Hanguk Cyber Daegyo. 우리들은 우리 우리들 들 ở đây là gì nhỉ? Số nhiều đúng không? 어제 어머니와 함께 백화점에 갔습니다. 어제 어머니와 함께 백화점에 갔습니다. 어제 là gì nhỉ? Hôm qua đúng không? Hôm qua thì tôi đã cùng với mẹ đi đến đâu? Bách hóa trơm. Bách hóa trơm là bách hóa. Ở Việt Nam chúng ta thì có thể gọi là siêu thị, thế nhưng mà ở bên này thì gọi là bách hóa. Và siêu thị khi mà nói là ở bên này nói là supermarket thì nó chỉ là một cái cửa hàng nhỏ thôi, một cái cửa hàng bán đồ tự chọn nhỏ thôi. Còn bách hóa trơm thì nó mới là một cái bách hóa lớn. 배가 아픈데 약을 좀 주시겠습니까? 배가 아픈데 약을 좀 주시겠습니까? Và đọc lại nhé. 배가 아픈데 약을 좀 주시겠습니까? 배가 아픈데 약을 좀 주시겠습니까? Đúng rồi. 배가 아픈데 là gì nhỉ? À, bụng tôi thì đang bị đau. 약을 좀 주시겠습니까? Là gì nhỉ? Uống thuốc. Không, 약을 주시겠습니까? Là có thể cho tôi một chút thuốc được không? Cho tôi thuốc một chút được không? 약을 주다 주시겠습니까? Đó là một câu, một cái lời đề nghị lịch sự. Có thể cho tôi thuốc được không? Còn nếu mà uống thuốc thì là gì nhỉ? 약을 먹다. 약을 먹다. Ví dụ tiếp theo. 나쁜 일을 절대 하지 않겠습니다. 나쁜 일은 절대 하지 않겠습니다. 말하고 아니야. 나쁜 일을 절대 하지 않겠습니다. 나쁜 일은 절대 하지 않겠습니다. 나쁜 일은 절대 하지 않겠습니다. 나쁜 일은 절대 하지 않겠습니다. 절대 하지 않겠습니다. 절대 có nghĩa là tuyệt đối. Tôi sẽ, tuyệt đối tôi sẽ không làm những cái việc xấu. 이 옷은 별로 마음에 안 들어요. 이 옷은 별로 마음에 안 들어요. 별로 마음에 안 들어요. 별로 마음에 안 들어요. 이 옷, ốt là áo đúng không? Cái áo này. 별로 마음에 안 들어요. 마음에 든다. Có nghĩa là hài lòng. 별로 마음에 안 들어요 là tôi không hài lòng lắm, tôi không thích cái áo này lắm. Các bạn ghi nhớ đó là 별로 luôn luôn đi với cái cấu trúc phủ định. Ở đây có 마음에 안 든다. 그 사람을 부탁하면 차라리 내가 할게요. 그 사람은 부탁하면 차라리 내가 할 거예요. 할게요. 그 사람을 부탁하면 차라리 내가 할게요. 그 사람은 부탁하면 차라리 내가 할게요. 그래서 부탁하다 là gì nhờ? Hỏi. Nhờ. Nhờ. Nhờ, khi nhờ một ai đó. Nếu mà nhờ người đó thì 차라리 là thà rằng tôi làm còn hơn. Thà rằng tôi sẽ làm cái việc đó còn hơn. Đó là một số những cái ví dụ mà liên quan đến các cái trạng từ. Bạn có thể đặt một câu với những cái, một trong những cái trạng từ bất kỳ này được không? Về muôn hana mà tôi đưa cho sẻ. Mani. 오늘은 비가 많이 와요. Đúng rồi. 오늘은 비가 많이 와요 là gì nhỉ? Ngày hôm nay thì đã mưa rất là nhiều. Tôi ghi vào đây cho các bạn. 오늘은 비가 많이 와요. chúng ta sẽ chuyển sang một loại trạng từ nữa, đó là trạng từ chỉ mức độ, 정도 부산.
Các bạn đọc cùng tôi nhé. Aju. Aju. Meu. Meu. Hwaksil. Hwaksil. Thâu. Thâu. Thờ. Thờ. Quê. Quê. Sang tăng hi. Sang tăng hi. Quỳnh trang hi. Quỳnh trang hi. Quỳnh trang hi. Quỳnh trang hi. Nờ mù. Nờ mù. Đây là một số những cái từ hơi khó, thành ra là chúng ta đọc lại một lần nữa nhé. Aju. Aju. Meu. Meu. Hwaksil. Hwaksil. Thâu. Thâu. Thờ. Thờ. Quê. Quê. Sang tăng hi. Sang tăng hi. Quỳnh trang hi. Quỳnh trang hi. Nờ mù. Nờ mù. Những cái trạng từ này thì cái mức độ của nó, nếu như trong tiếng Việt của chúng ta thì có thể nói là hơi khó phân biệt. Ví dụ như là Achu hay là Meu hay là Hwaksil thì đều có một cái nghĩa là rất. Thế nhưng mà cái từ Achu hay là Meu thì có thể nói là cái mức độ của nó tương đương với nhau. Thế còn Hwaksil thì là cái mức độ nó cao hơn một chút. Tức là ví dụ nói rằng là ví dụ như là có thể các bạn có thể có những cái trường hợp ví dụ như là Hwaksil chareyo, rất là giỏi, thật là giỏi, thì là nó cái mức độ nó sẽ cao hơn là Aju chareyo hay là Meu chareyo, cao hơn một chút. Còn thờ hay là thơ thì đều có nghĩa là thêm hay là hơn. Và trong một số trường hợp thì người ta dùng được cả hai cái trạng từ này cùng một lúc, tức là thờ thơ, chúng ta dùng cùng trong một câu cũng đều được. Quê là khá, ví dụ khá nhiều chẳng hạn, quê mà nào, hay là sang tăng hi là tương đối nhiều, ví dụ thế. Sang tăng hi mà nào. Quỳnh trang hi cũng là một cái động từ, cũng là một cái trạng từ chỉ mức độ cao, cũng có thể nói là tương đương với cả cái từ Hwaksil đấy. Nờ mu cũng như vậy, nờ mu với cả meu cũng là rất hay là quá. Các bạn đọc ví dụ cùng tôi nhé. 그 사람은 노래를 아주 잘 부릅니다. 그 사람은 노래를 아주 잘 부릅니다. Đúng rồi. Trong trường hợp này thì chúng ta, nếu các bạn dùng là 노래 하다 cũng được, cũng là hát. 노래 thì là bài hát, là danh từ. Thế và 노래 부르다 thì sẽ là động từ. Nhưng chúng ta có thể dùng ghép 하다 vào thì người ta cũng hiểu đó là động từ 노래 하다, động từ hát. 그 사람은 노래를 잘 부릅니다. Cái người đó thì hát rất là hay, rất là giỏi. 김 선생님은 영어를 꽤 잘합니다. 나지냐? 김 선생님은 영어를 꽤 잘합니다. 꽤 잘합니다. 잘 liền thì chúng ta 잘 잘합니다. Bạn nên, nếu khi chúng ta đọc nhanh ấy, thì chúng ta đọc sẽ luyến cái liền lên hiệt ở đằng sau. Thầy Kim thì khá là giỏi tiếng Anh. 꽤 영어를 꽤 잘합니다. 아, 잘 tiếng Anh. 설악산의 경치는 매우 아름답습니다. 설악산의 경치는 매우 아름답습니다. 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 경치 là gì nhỉ? 경치 là cảnh trí. Cảnh trí tức là phong cảnh. Chúng ta tiếng Việt của chúng ta thì không dùng là cảnh trí, nhưng mà đây là cái từ xuất phát từ tiếng Hán. Thế cho nên các bạn có thể dịch đó là phong cảnh. Cũng có một từ là phong cảnh, tức là phung kiêng, cũng cùng một nghĩa như vậy. Người ta lấy từ tiếng Hán ra và chúng ta có thể dùng hai từ này như nhau. Phung kiêng cũng là phong cảnh. Seoraksan là một cái ngọn núi rất là nổi tiếng của Hàn Quốc, và đặc biệt là vào mùa thu, mùa có than phung ấy, có lá vàng, lá đỏ, thì cái ngọn núi này là một cái nơi du lịch, địa điểm du lịch rất là nổi tiếng. 설악산의 경치는 매우 아름답습니다. Phong cảnh của núi Serac thì rất là đẹp. 우리 어머니는 요리를 굉장히 잘합니다. 우리 어머니는 요리를 굉장히 잘합니다.
굉장히 잘합니다. 굉장히 잘합니다. Cái trạng từ này ngoài cái nghĩa rất ra thì khi mà dùng cái trạng từ này thì nó có một cái chút ý nghĩa là nhấn mạnh. Nhấn mạnh cái mức độ giỏi đó. Yori là gì nhỉ? Nấu ăn. Đúng không? Mẹ của tôi thì nấu ăn rất là giỏi. Bạn có thể đặt một ví dụ với một trong những cái trạng từ này không? Nomu. Imsiki nomu maepsumnida. Imsiki nomu maepsumnida. Cái món ăn này quá cay. Nomu maepsumnida. Tôi sẽ viết ở đây từ mẹp tà thôi để cho các bạn viết. Mẹp tà là cay. Thế nếu như mà kết hợp với cấu trúc a ơ yo thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Nomu mewayo. Đúng rồi, mewayo. Chúng ta sang bây giờ chúng ta đã kết thúc cái phần các cái trạng từ, các cái loại trạng từ rồi. Thế và bây giờ chuyển sang một cái phần cấu trúc ngữ pháp của bài ngày hôm nay. Đó là mùa mùa ư điều cô. Mùa mùa ư điều cô này thì các bạn đã học một lần rồi. Thế nhưng nó là mùa mùa ư điều cô ha tả. Cũng với cái ý nghĩa là định hay là để làm một cái việc gì đó. Nhưng đó là để nhưng đó là cái cấu trúc mà thường đặt ở cuối câu. Thế và ngày hôm nay chúng ta đã học cái cấu trúc là mùa mùa ư điều cô. Để có ý nghĩa là để và định. Và nó sẽ nằm ở vị trí giữa câu, kết hợp với thân động từ. Bạn đọc ví dụ cùng tôi nhé. 이렇게 작은 옷을 왜 사세요? 이렇게 작은 옷을 왜 사세요? 동생에게 선물을 주려고 삽니다. 동생에게 선물을 주려고 삽니다. 그래서 이렇게 작은 옷을 왜 사세요? 라지냐? 이렇게 작은 옷은 라지? Tại sao lại mua cái áo có cỡ nhỏ như thế này? Tại sao lại mua cái áo nhỏ như thế này? Chạc cân ốt. Các bạn thấy cái từ chạc cân ốt ở đây có nghĩa là đây là cái cấu trúc định ngữ. Tức là cái chạc tà này nó đứng trước danh từ để làm nhiệm vụ là bổ nghĩa cho danh từ. Thế và nó đã thêm ân bởi vì nó là tính từ cho nên là thêm ân. Tại sao lại mua cái áo nhỏ như thế này? 동생에게 선물을 주려고 삽니다. Tôi định là tặng quà cho em, thế cho nên là tôi đã mua, đúng không? 동생에게 선물을 주려고 삽니다. Ví dụ thứ hai. 텔레비전을 왜 꺼요? 텔레비전은 왜 꺼요? 왜 꺼요? 왜 꺼요? 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 Bởi vì đây là 상기역. Thế cho nên là chúng ta phải đọc mạnh lên. Nếu như bạn đọc là cơ yếu thì nó sẽ trở thành là một cái kiệt rồi. Thì nó sẽ không có nghĩa gì cả. Cơ yếu. Cơ yếu. Cư tả. Gọi là gì nhỉ? Từ nguyên dạng của nó là cư tả. Thế và kết hợp với aoyo thì nó sẽ là cơ yếu. Công bu ha điều cô hề sở yếu. 공부하려고 했어요. Vì tôi định học. Tại sao lại tắt TV? Bởi vì tôi định học. Đúng không? 짐을 왜 삽니까? 짐을 왜 삽니까? 이사하려고 짐을 삽니다. 이사하려고 짐을 합니다. 삽니다. 삽니다. 짐을 삽니다. 짐을 삽니다. Các bạn ghi nhớ là ở đây động từ nguyên dạng là sa tả. Sa tả có nghĩa là gì nhỉ? Là gói. Gói hay là đóng, đóng gói. Thế còn nếu mà chúng ta nói nhẹ đi một chút là sa tả thì là gì? Sa tả. Chuyển sang từ mua mất rồi. Mua. Thế và cái sa tả này nó còn có một nghĩa nữa là rẻ. Thế cho nên là tùy vào, thứ nhất là chúng ta phải phát âm chuẩn.
phát âm chính xác thì người ta mới hiểu được nghĩa. Thứ hai là chúng ta phải dựa vào cái ngữ cảnh để chúng ta đoán được nghĩa. 친구를 왜 삽니까? Tại sao lại không ai người ta nói là tại sao lại mua hành lý cả? Đúng không? Mà phải nói là phải mà ở trong trường hợp này sẽ là mua, khi mà nói mua thì sẽ phải mua một cái gì cụ thể chứ không nói là mua hành lý. Thế còn ở đây vì là hành lý thì cho nên chúng ta đoán là đóng gói. Tại sao lại đóng gói hành lý? 이사 하려고 짐을 쌉니다. 이사 하다 là gì nhỉ? Chuyển nhà. Tôi đóng hành lý bởi vì để tôi định chuyển nhà, bởi vì định chuyển nhà thì cho nên là đóng hành lý. 이사 하려고 짐을 쌉니다. Bạn đọc đặt cho tôi một ví dụ với cái cấu trúc này. 한국어를 뭐 하려고 공부하세요? 한국어를 뭐 하려고 공부하세요? Bạn định học tiếng Hàn Quốc để làm gì? 일 하려고 합니다. Để tôi định làm việc đúng không? 일을 한국에서 일을 하려고 공부합니다. Tôi định làm việc tại Hàn Quốc. Tôi học để làm việc tại Hàn Quốc đúng không? Chúng ta chuyển sang một cái ví dụ, một cái cấu trúc tiếp theo, đó là mùa mua koyo. Đây là một cái đuôi từ và nó hình thành từ cái kết từ mùa mua cô, có nghĩa là cô thì khi mà đứng ở giữa câu á, thì nó sẽ có nghĩa là và mùa mua ha cô đó. Thế nhưng ở đây nó lại kết hợp với cái đuôi yo là cái đuôi thể hiện sắc thái lịch sự. Và nó thường được dùng khi mà được dùng dưới cái vị trí, ở cái vị trí là một cái đuôi câu. Khi mà muốn nhấn mạnh một cái ý nào đó của mình, các bạn sẽ hiểu rõ hơn khi mà đã nhìn các cái ví dụ cụ thể nhé. 숙제를 다 하고 일찍 자요. 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 Sukche hata là gì nhỉ? Làm bài tập đúng không? Sukche rul tha hago injik chayo. Đó là một câu nói bình thường với cả một ai đó, là làm hết bài tập rồi ngủ sớm đi. Thế nhưng khi chúng ta muốn nhấn mạnh thì chúng ta sẽ nói là injik chayo, sukche rul tha hago. Ngủ sớm đi và làm việc, tức là làm hết bài tập đi đã nhé. Tức chúng ta đảo hai cái vế câu này lên. Thế là chúng ta muốn nhấn mạnh là phải làm hết bài tập rồi mới đi ngủ, rồi hãy đi ngủ sớm đi, thì chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc mùa mua hakoyo. Các bạn đọc ví dụ tiếp theo nhé. 약을 드시고 바로 쉬세요. 약을 드시고 바로 쉬세요. Và chúng ta sẽ đảo lại là 바로 쉬세요. 약을 드시고요. 바로 쉬세요. 약을 드시고요. 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 Đây là cái cách nói có thể nói là rất là mềm mại. Cái đuôi koyo này mà thường là con gái Hàn Quốc thì thường người ta rất là dùng cái đuôi câu này rất là nhiều, bởi vì nghe nó rất là mềm mại. 이표에 다 기재하고 서명하세요. 이표에 다 기재하고 서명하세요. 서명하세요. 다 기재하시고요. 서명하세요. 다 기재하시고요. 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 하시고요. 하시고요. Ở câu trên 약을 드시고 바로 쉬세요 là gì nhỉ? Hãy uống thuốc rồi nghỉ ngay đi nhé. Anh hãy uống thuốc và nghỉ ngay đi nhé. Paro là ngay, shita là nghỉ, và yakul tushita là gì nhở? Uống thuốc. Thế nhưng mà khi mà mình nói với ai đó và mình muốn thể hiện cái sự kính trọng người ta thì mình không nói là yak mukta, mà chúng ta sẽ sử dụng thay cái từ mukta đó bằng tushita. Paro shiseo yakul tushiko. Hãy nghỉ, anh hãy nghỉ ngay đi nhé, và sau khi uống thuốc xong.
이 표에 다 기재하고 서명하세요. 표 là có thể nói là cái bảng, thường trong một cái bảng mà phải điền các cái tên hay là gì đó chẳng hạn. Kiche hata là điền. Và sơ miên hata là gì? Ký tên đúng không? Hãy điền hết vào cái bảng này và sau đó ký tên. Sơ miên haseo tha kiche hashikweo. Anh hãy ký tên vào đây và sau khi đã điền hết cái bảng này, chúng ta sẽ đi vào ví dụ cụ thể. Và trong hội thoại thì nó thường dùng với cái ý nghĩa là nhấn mạnh cái cấu trúc, à cái động từ hay là cái hành động mà người ta muốn nói là nên làm việc này trước đã, thì chúng ta sẽ dùng cái động cái momokoyo đó sau cái động từ đó. Bạn đọc nhé. 퇴근합시다. 퇴근합시다. 일을 다 마무리하고요. 일은 다 마무리하고요. 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 퇴근 là gì nhỉ? Là 퇴근 là giờ đi làm. Đi làm về đó. Đi làm về. Tức là khi mà ở ở công ty đó, khi mà hết giờ làm thì người ta nói là 퇴근합시다. 아, đi về thôi. 일을 다 마무리하고요. À, để tôi phải hoàn thành nốt công việc đã, hoàn thành hết công việc đã. Mà murihata đó là hoàn thành một cái gì đó. Pali nawayo. Pali nawayo. Hoa trang ngưng chôm hakoyo. Hoa trang ngưng chôm hakoyo. Pali nawayo là gì nhỉ? À, là đi ra nhanh. Ra đây nhanh lên. Hoa trang ngưng chôm hakoyo. Để tôi hóa trang một chút đã. Hoa trang hata là trang điểm. Trang điểm hay là hóa trang. 그 영화는 참 재미있군요. 그 영화는 참 재미있군요. 그래요. 배우도 예쁘고요. 그래요. 배우도 예쁘고요. 그 영화는 참 재미있군요. Đây là một câu có cái sắc thái cảm thán đúng không? 뭐뭐군요 và 참. Cái phim, bộ phim này thật là thú vị, thật là hay. 그래요. 배우도 예쁘고요. Đúng thế. Và diễn viên cũng đẹp nữa. Thì đây là một cái cấu trúc cô yo này dùng với cái ý nghĩa là giải thích thêm, đúng không? 배우 là diễn viên. 배우도 예쁘고요. Bạn có thể đặt một ví dụ với cái cấu trúc này không? Mùa mùa cô yo. 지금은 한국말은 공부고요. 공부하고요. Ví dụ như ai đó nói rằng 놀러 갑시다, đúng không? 놀러 갑시다, à, đi chơi đi. Thì bạn nói là 지금 한국어를 공부하고요. Tức là học tiếng Hàn Quốc xong đã, rồi tụi mình đi chơi. Chúng ta chuyển sang một cấu trúc tiếp theo. 뭐뭐 ư니엔 일이 있다 hay là 으니엔 일이 없다 là nếu như dịch theo cái tiếng các cái từ có ở trong cấu trúc này thì là có cái việc này hay là không có cái việc này. Thế nhưng khi mà dịch ra tiếng Việt của chúng ta cho nó thuận thì chúng ta sẽ dịch là đã từng hay là chưa từng làm cái việc gì hay là làm cái việc này, đúng không? Bạn đọc ví dụ cùng tôi nhé. 중국에 가본 일이 있습니까? 중국에 가본 일이 있습니까? 작년에 한번 출장 갔다 온 일이 있습니다. 작년에 한번 출장 갔다 온 일이 있습니다. 작년. Chúng ta không đọc là 작년. 작년 thì người ta hay nhầm, đó là sang triệt nữa rồi. 작년. 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 작년에 한번 출장 갔다 온 일이 있습니다. 작년에 한번 출장 갔다 온 일이 있습니다. 갔다 온 일이 있습니다. 중국에 가본 일이 있습니까? Bạn đã từng đi đến Trung Quốc chưa? 작년에 한번 출장 갔다 온 일이 있습니다.
Năm ngoái tôi đã có việc đi công tác một lần, đúng không? Tôi đã có việc đi công tác đến đó một lần rồi. Chúng ta sang ví dụ tiếp theo. 경복궁에 방문하러 간 일이 있습니까? 경복궁에 방문하러 간 일이 있습니까? Đọc lại, bạn đọc lại. 경복궁에 방문하러 간 일이 있습니까? 경복궁에 방문하러 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 간 일이 있습니까? 간 일이 있습니까? 아니요. 아니요. 가본 일이 없습니다. 가본 일이 없습니다. 경복궁 là một nếu mà dịch sang tiếng Việt thì có thể nói là cung cảnh phúc. Cung ở đây đó là cung chính là cung điện. Đó là một cái cung có từ cái thời vua chúa của Hàn Quốc và nằm ở Seoul. 경복궁에 방문하러 간 일이 있습니까? Bạn đã bao giờ đến thăm Gyeongbokgung chưa? 방문하다 là đi thăm. 아니요, 가본 일이 없습니다. Tôi chưa từng đến đó. Ví dụ tiếp theo. 어제 은행에 간 일이 있었어요? 어제 은행에 간 일이 있었어요? 네, 돈을 찾으러 간 일이 있었습니다. 네, 돈을 찾으러 간 일이 있었습니다. Ngân hàng là gì nhỉ? Là ngân hàng. Ngân hàng. Bạn ngày hôm qua bạn có việc gì đi đến ngân hàng à? 네, 돈을 찾으러 간 일이 있습니다. Là gì nhỉ? 돈을 찾다. Chúng ta có thể dịch là gì? 찾다 là rút tiền. Đúng rồi. Thế nhưng mà 찾다 có nghĩa nguyên nghĩa của nó là tìm. Thế nhưng trong trường hợp này thì chúng ta có thể nói là rút tiền. Bởi vì người Hàn thì bao giờ cũng gửi tiền ở trong cái gọi là thông trang, tức là tài khoản của mình. Thế và người ta đó đến ngân hàng, người ta rút ở cái máy rút tiền tự động. Thì khi đó thì gọi là 돈을 찾으러 간 일이 있었습니다. Thông trang có nghĩa là tài khoản. Chúng ta sang một ví dụ, một vài ví dụ nữa. 한국에 와서 회를 먹은 일이 있어요? 한국에 와서 회를 먹은 일이 있어요? 네, 회식할 때 회를 자주 먹었어요. 네, 회식할 때 준 회를 자주 먹었어요. 맞아 봤냐? 네, 회식할 때 회를 자주 먹었어요. 네, 회식한데 회식할 때 회식한데 회를 자주 먹었어요. 회 cái là cái món ăn mà các bạn có thể nhìn thấy ở bên cạnh, ở bên trang ở bên tranh ở bên cạnh đây. Đó là món cá sống, món ăn xuất phát từ Nhật Bản đó. 한국에 와서 회를 먹은 일이 있어요? Là gì nhỉ? Đến Hàn Quốc thì bạn đã bao giờ ăn món huê chưa, tức là ăn món cá sống chưa? 네, 회식할 때 회를 자주 먹었어요. 회식하다 là những cái bữa liên hoan. Bữa liên hoan mà thường là tổ chức ở công ty. Ở công ty thì người ta gọi là 회식. 회를 자주 먹었어요. Khi mà liên hoan ở công ty thì tôi đã thường xuyên ăn món huê. 그 교수님을 만난 일이 있어요? 그 교수님을 만난 일이 있어요? 그래서 아니요 없습니다. 아니요 없습니다. 교수님 là gì nhỉ? Là giáo sư. Bạn đã bạn có việc để bạn có việc gặp có việc gì gặp giáo sư không, hay là đã từng gặp giáo sư đó chưa? 아니요 없습니다. Không, tôi chưa bao giờ gặp, hay là không có cái việc đó. Chúng ta sẽ chuyển sang một ví dụ và một cái cấu trúc cuối cùng trong ngày hôm nay. Đó là cái đuôi yo, một cái đuôi câu mà chúng ta đã gặp rất nhiều rồi. Nó sẽ biểu thị cái sắc thái lịch sự, và nó sẽ có thể gắn liền với rất nhiều cấu trúc như là mùa chiyo hay là kunyo. Đó là cái sự kết hợp giữa các cái cấu trúc với yo, tức là đuôi thể hiện sắc thái lịch sự.
Và với cả những một số các cái cấu trúc mà thường nằm ở cái vị trí giữa câu như là nika hay là unte hay là ơsơ thì nó cũng có thể liên kết với yo để trở thành cái cấu trúc nằm ở đuôi câu, kết thúc câu. Nika là gì nhỉ? Nikayo có nghĩa là gì? Là vì đúng rồi. Và nunte là nhưng mà hay là cũng là nhưng. Và ơ sơ yo cũng là nhưng. À xin lỗi các bạn, là vì. Tôi sẽ lấy một số ví dụ về cái trường hợp này. Các bạn đọc nhé. Hồ Chí Minh 씨는 날씨가 덥지요. Hồ Chí Minh 씨는 날씨가 덥지요. 네, 항상 더워요. 네, 항상 더워요. Là gì nhỉ? Là thành phố Hồ Chí Minh thì thời tiết là nóng. Nóng có phải không? Không. Thập chiều. Khi nào thì chúng ta dùng chiều các bạn? Khi mà cả hai, gần như là cả hai người khi mà đang đối thoại đã biết một cái việc gì đó rồi. Thế nhưng mà người ta hỏi lại với cái ý nghĩa là chỉ hỏi nhưng mà không nhất thiết là đòi hỏi người ta phải trả lời, hoặc là đã biết cái hiện tượng đó rồi, thế nhưng mà cứ hỏi lại thôi, hỏi để xác minh lại. Nghề hăng xăng thầu ở vâng, luôn luôn nóng, hăng xăng là luôn luôn. Hồ Chí Minh 씨에 많이 가시는군요. Hồ Chí Minh 씨에 많이 가시는군요. 네, 몇 번이나 가봤습니다. 네, 몇 번이나 가봤습니다. Hồ Chí Minh 씨에 많이 가시는군요 là gì nhỉ? Anh đã đi thành phố Hồ Chí Minh nhiều đúng không? 군요 ở đây là cấu trúc cảm thán. 네, 몇 번이나 가봤어요. Vâng, tôi đã đi khoảng mấy lần rồi. 몇 번이나, ina ở đây lại có nghĩa, nó cũng có thể dịch, trong tiếng Việt của chúng ta có thể dịch như là khoảng. Tôi đi khoảng mấy lần rồi. 그 영화를 왜 다시 봐요? 그 영화를 왜 다시 봐요? 재미있으니까요. 재미있으니까요. Tại sao lại xem lại cái bộ phim đó? À bởi vì nó rất là thú vị. 아직도 일어나지 않았어요? 아직도 일어나지 않았어요? 늦었는데요. 늦었는데요. 아직도 왜 아직도 일어나지 않았어요? Là gì nhỉ? 일어나다. 자, ngủ dậy. Ngủ dậy. Tại sao vẫn chưa dậy cơ à? 이 시간에 아직도 일어나지 않았어요? Vào giờ này mà vẫn chưa dậy cơ à? 늦었는데요. Đã muộn rồi cơ mà. 왜 그렇게 기운이 없어 보여요? 왜 그렇게 기분이 없어 보여요? 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 기운, 기운. 기운. 기운, chứ không phải là 기분. 너무 피곤해서요. 너무 피곤해서요. 왜 그렇게 기운이 없어 보여요? 기운 ở đây nếu như mà theo tiếng Hán ấy, thì nó như là cái khí huyết ở trong người, tức là khi mà trông mặt bạn rất là mệt mỏi và trông nó không như là không còn một tí sức lực nào nữa, thì khi đó người ta nói là kiuni opso boyo, trông như là không có tí sức lực nào. Tại sao trông như không có tí sức lực nào vậy? Nemu pigon haseyo, bởi vì là tôi quá mệt. Pigon hata là mệt mỏi. Ở đây opso boyita là sự kết hợp của hai cấu trúc opta thế và mồm mua ae boyita. Ae boyita có nghĩa là trông làm sao đó, trông bạn không có một tí sức lực nào cả. Đó là toàn bộ cái cấu trúc và nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay. Bài học của chúng ta ngày hôm nay chủ yếu, cái nội dung chủ yếu như các bạn đã biết đó là những cái trạng từ hay là phó từ. Một số loại như là trạng từ chỉ thời gian, chỉ tần suất hay là chỉ mức độ, và một số các cái trạng từ tính từ, trạng từ phụ từ thông thường. Thế và thêm một vài cấu trúc ngữ pháp nữa. Hy vọng rằng các bạn đã hiểu rõ và biết cách sử dụng tốt những cái cấu trúc và những cái trạng từ mà ngày hôm nay chúng ta đã học. Xin chào tạm biệt các bạn và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi học ngày hôm sau. 감사합니다. 수고하셨습니다.